Thưa quý vị, sau dịp Tết Nguyên đáng đinh dậu, hiện mức độ thiếu hụt lao động chỉ vào khoảng 3%, mức độ chuyển dịch lao động khoảng 15%, số liệu vừa được Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Hiện tại các khu công nghiệp chế xuất 95% công nhân đã trở lại các doanh nghiệp để làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Lý giải cho sự gắn kết giữa các doanh nghiệp và người lao động sau dịp Tết này hơn so với sau các dịp Tết khác, Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đa số các doanh nghiệp thực hiện chính sách lương thưởng phúc lợi khá và người lao động có nhu cầu ổn định công việc. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu 280.000 chỗ làm việc, tăng 3,7% so với năm 2016, trong đó có khoảng 140.000 chỗ làm việc mới. Trong đó nhu cầu nhân lực lao động chưa qua đào tạo vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. 25-32%, sơ cấp nghề chiếm 8,64%, công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 11,85%, trung cấp chiếm 25,17%, cao đẳng chiếm 14,66%, đại học và trên đại học chiếm 14,36%.